Nước của các anh đây ạ. Trang ơi, cho tao cốc trà đá nhá. Này, tao mới mua cái túi này đấy. Đây là hàng hiếm của Việt Nam. Ở Việt Nam á, chị Ngọc Trinh với tao có thôi, được không? Ngọc Trinh hay là Ngọc Thọ thì tao thấy cũng chỉ là một chiếc túi thôi mà. Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà ấy, một cái túi cũng nói lên mày là ai. Mà mày bán trà đá thì cần gì túi xịn nhở? Có tiền để vào là tốt lắm rồi. Ừ, công nhận. Có túi mà không có tiền thì khổ lắm mày ạ. Mà kể ra số tao cũng sướng, nên yêu được một anh đại gia. Chứ cứ như mày, chắc phải hóa kiếp thì mới có cơ hội như tao ấy nhở. Sao? Chưa thấy soái ca đại gia bao giờ à? Mà nhìn kỹ thế. Này, anh làm cái gì đấy? Đỗ xe kiểu như thế này thì tao còn buôn bán thế nào được? Đỗ xe như thế này thì làm sao? Hả? À, có thích không bán được hàng được không? Hả? À. Cô là Trang rồi đúng không? Cái gì cơ? Đến cả con bán trà đá anh cũng quen được á? Em tưởng anh du học nước ngoài về thì phải không quen biết ai chứ. Tưởng ai? Hóa ra là anh. Tôi tưởng anh đại gia thế nào. Chứ ngày xưa cũng chỉ yêu một cô gái bán trà đá thôi. Cái gì cơ? Anh mà cũng yêu nổi nó á? À, ngày xưa chơi bời trẻ trâu chứ anh cũng có thiết tha cái gì đâu. Thế em ơi, chân anh bảo ra đây. Anh nghĩ là chúng mình nên đi chỗ khác chơi đi, chứ ở đây anh không ngửi được cái mùi nghèo hèn này đâu. Này, trả tiền nước khỏi trả lại. Sao? Muốn thêm à? Tôi làm bằng mồ hôi công sức của mình, chứ không phải là đi ăn xin của mấy người. Đúng là nghèo lại còn dĩ. Tự dưng hôm nay rửa trứng chê tiền. Mình đi thôi anh, mệt cả người. Mình cũng phải kiếm người yêu cho bằng bạn, bằng bè mới được. Không thể để cái Ngọc nó lên mặt mãi với mình như thế. Xin chào tất cả mọi người. Ui, cô hot girl này vừa xinh đẹp, nói chuyện lại còn vừa dễ nghe nữa. Ước gì được gặp cô ấy một lần nhỉ. Mọi người đã đi đâu chơi chưa? Trang thì đang ở nhà đây này, chán quá. Chỉ những người mà chưa có người yêu thì mới hiểu cái cảm giác này thôi. Bây giờ mình sẽ mời một bạn bất kỳ vào chơi PK với mình. Chơi vài kèo để cho bớt buồn nhé mọi người. Để xem nào, tặng kim cương này tiền bỏ ra cả đấy. Tức là tặng... À, bây giờ mình sẽ mời một bạn lên. Rồi. À, mình sẽ mời một bạn lên để chơi PK với cả mình nhá. Chào Trang, hôm nay không biết sao may mắn quá được Trang mời vào chơi. Bạn tên gì vậy? Mình tên Hoàng.
Chào mọi người nhá. Hoàng rảnh không? Chơi một ván PK không? Được, chơi luôn. Fan của Hoàng đó rồi ạ. Mọi người comment để Hoàng biết đi ạ. Bây giờ mọi người muốn là bọn mình sẽ nhận hình phạt gì nào? Mọi người bình luận ở bên dưới nhá. Vậy... Nếu Hoàng thắng thì Trang đồng ý hẹn hò với Hoàng nhá. Vừa đang mong có người giúp, ai ngờ lại có thật mọi người ạ. Hẹn hò đi hai bạn. Mọi người vote hẹn hò nhiều quá, thế này thì Trang từ chối làm sao được. Nhưng mà nếu như mà Hoàng thua thì Hoàng phải chịu một hình phạt. Đấy là nhảy một bài cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Tưởng gì, chứ nhảy vào biển lửa vì Trang cũng được, chứ đừng nói là nhảy một bài. Hai anh chị song ca một bài đi. Ý kiến cũng hay đấy. Ok luôn. Hát đúng không? Vòng trái đất, anh ngồi đây, em ngồi đây. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Các bạn tặng quà cho mình đi ạ. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho Trang nhá. Cảm ơn mọi người đã cho Hoàng cơ hội gặp Trang nhá. Này, thua rồi thì Trang nhớ thực hiện hình phạt đi nhá. Được thôi. Bây giờ Hoàng bận đi công chuyện, Trang đừng quên cuộc hẹn nhá. Không gặp không về đấy. Nói là làm. Mày làm cái gì mà lâu đấy? Đây. Chào tất cả mọi người. Nhìn anh ấy là biết gia đình giàu có rồi. Không biết là gặp ở bên ngoài anh ấy còn thích mình nữa không nhỉ? Cô có làm sao không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Hình như em là Trang Hime, ngôi sao nhân Bigo đúng không? Chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Trang đâu. Trang ơi, tôi thấy anh có phải lá nhá. Đúng em rồi, không ngờ lại có cơ hội gặp em ở đây. Anh là... Anh là Hoàng Hot Boy sao? Thật không ngờ, lại còn cười nữa. Đúng là định mệnh mà. Gặp được em, anh thấy rất thú vị. Thú vị? Đúng. Em không còn là Trang Hot Face nữa. Và anh cũng không còn là Hoàng Hot Boy trên Big Online nữa. Chúng ta đều là những người bình thường như bao người khác thôi. Anh rất vui vì được gặp em ở những hoàn cảnh chân thật nhất như này. Chắc anh đang chê cười tôi. Bởi vì tôi sống ảo, không giống như trên Big Online đúng không? Không. Nhìn Trang rất xinh. Anh thích nhìn em thế này hơn. Anh để đấy để em làm cho. Anh đi làm đi không muộn. Anh cũng rảnh mà. Anh giúp em một chút có làm sao. Cảm ơn anh. Sao em khách sáo thế. Mà anh cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống hai đứa mình nữa. Anh không muốn em phải vất vả. Đợi anh nhá. Rồi, nhanh lên không là tôi già mất đấy. Trang ơi là Trang, mày chưa giả mặt mắt đã tèm nhèm rồi à? Yêu ai không yêu? Mày yêu thằng phụ hồ làm cái gì? Yêu ai đấy là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu cả. Ừ thì cũng đúng. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Một anh chàng phụ hồ và một cô em bán trà đá. Hợp phết nhỉ? Đúng vậy, chẳng phải chúng tôi rất hợp hay sao? Miễn là chúng tôi không làm điều gì bất lương hay trộm cắp gì của ai là được chứ gì. Cứ yêu thôi. Mày đúng là
đã nghèo rồi còn không biết phấn đấu. Mày mãi mãi không bao giờ bằng được tao đâu, biết chưa? Đúng vậy, tôi thì làm sao mà bằng cậu được. Yêu đại gia rồi bị người ta cắm cho nhiều sừng, chắc là mệt lắm nhở. Mày nói cái gì đấy? Tao thao cắm sừng người ta thôi, chứ tao xinh đẹp thế này á? Yêu bảo á, rất làm sao lục ra. À, cậu thử nhìn sang bên kia xem có phải là đại gia của cậu không. Không thể như thế đâu. Tiền cũng chỉ là công cụ để tạo nên hạnh phúc thôi, chứ không phải là hạnh phúc. Buông bỏ đi, đừng cố. Anh Sang, chuyện này là sao? Cô bỏ nó ra. Bỏ nó ra. Cô đi.